2 đồng phục. Sao kìa? Được không? Được. Ngoài bà đi bà trắng quá không thấy cái. Tối không? Hơi tối. Chưa mới tối. Được chưa? Mắt ngửa chứ. Thế anh mới được mặt đúng không? Không. Cục mắm trộn phải ăn nghe chứ. Dạ. Dạ. Kêu bác vô giường nằm đi chị. Đoạn này hay. Không? Một chạy kia đi ra rồi. Đi ra tính lâu quá. Chị bán rửa mặt cho em xong rồi xí
qua làm nhé chị. Mấy phút rồi? Bị vẽ quá tay má rồi. Cái tay chị cũng bị vẹo ha. Lúc nãy bả em phát đau quá.